Bạn nghĩ sao nếu như mà bạn có thể mua được một căn nhà với tiền lời là dưới 3% tại thời điểm hiện tại khi mà tiền lời đang là 7%? Đó chính là sử dụng Assumable Loan. Assumable Loan có nghĩa là bạn sẽ check over cái loan hiện tại với cái chấm tiền lời rất tốt, thường là dưới 3% của cái người bán. Người ta sẽ cho phép bạn liên hệ với nhà băng của người ta để cung cấp thông tin của bạn rồi tiền lương, điểm tín dụng để nhà băng họ có thể xác định coi là bạn có khả năng tiếp tục chi trả cái loan này hay không. Assumable loan thường áp dụng cho FSA, VA và USDA. Một cái điều rất là quan trọng khi mà sử dụng Assumable Loan là bạn phải có khả năng chi trả cái số tiền trên lệch giữa cái giá bán và cái số loan mà bạn muốn Assume. Ví dụ như là bạn muốn mua một căn nhà giá là 500 ngàn và cái số nợ hiện tại đang là 300 ngàn thì bạn phải có khả năng chi trả cái số tiền trên lệch là 200 ngàn bằng cách là tiền mặt hoặc là mượn một cái second mortgage với cái tiền lời tại thời điểm hiện tại. Bạn phải tìm một người bán mà người ta đồng ý để cho bạn liên hệ với nhà băng của họ để làm thủ tục assume cái loan của họ và đợi bạn để bạn làm thủ tục cho cái second mortgage. Nếu như mà bạn có câu hỏi nào liên quan tới assumable loan và mua nhà tại Dallas thì liên hệ với nha.